Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay tôi sẽ quay lại cái kênh Dào Vlog. Xin chào anh chị em thân mến. Hôm nay tôi sẽ quay lại clip này, chia sẻ cái kèo AirDrop Hot này ha. Anh em, cái kèo AirDrop là Meta Token AirDrop Bot ha. Vậy thì cái kèo này chúng ta sẽ nhận 10.000 token ha. Thì cái đường link này tôi để dưới cái phần mô tả, thì anh em cứ bấm vào đường link này thì nó sẽ hiện tới cái phần chat box ha, chat box đây. Này, này là tôi đã làm mẫu sẵn luôn. Đây, cái kèo này. Thì cái kèo này là nó sẽ ăn là đây là cái rớp sang 20.000 token tương ứng với 10 đô Meta ha. Nếu mà mình giới thiệu rồi đó thì mình ăn được 10 triệu token ha. Cái này tới 20 triệu lần. Mình giới thiệu tiện rep nè ha. Rồi khi mình bấm vào đường link thì nó sẽ chat với con chatbot này, thì mình bấm vào star ha. Thì đây ai giới thiệu thì nó sẽ có cái lời mời, thì anh em bấm vào đây và anh em đọc cái nội dung hướng dẫn qua giới thiệu của cái này thì nó chào chúng ta nè. Đây là cái blockchain nè ha, và chúng ta sẽ hoàn thành. Thì chúng ta sẽ nhận được là tương ứng với cái số giờ nó sẽ được list lên sàn Rai nè ha, là giá trị của nó là 0.6050 đô ha. Rồi vậy là chúng ta sẽ nhận được 20 triệu Meta token ha. Tiền rep thì nhận 10 triệu như là mình giới thiệu bạn bè đấy ha. Và cái kèo này nó sẽ kết thúc và phát thưởng vào ngày 20 tháng 1 năm 2022 ha. Và sau đó anh em bấm click drop thì nó sẽ hiện và cái nó chào cái Telegram của mình ha. Rồi sau đó là mình cứ bấm vào rồi drop, rồi bắt đầu mình làm các cái nhiệm vụ của con chatbot này. Thứ nhất là join Telegram group của nhóm của nó ha. Rồi bấm vô group, sau đó là mình nó bấm vô group nè, tôi join rồi. Sau đó tôi trả lại. Sau đó mình join channel thì nó hiện rồi, tôi cũng bấm rồi nó sẽ hiện lại. Rồi sau đó mình sẽ follow Twitter và retweet và tag thèm bạn bè ha. Tag thèm bạn bè. Cái chuyện này anh em làm kèo rốt thì anh em sẽ làm thường xuyên cái vụ này, nên tôi không làm mẫu nữa mà anh em cái tự thực hiện chỗ này ha. Và cuối cùng là anh em sẽ bấm vào submit ha. Anh em đừng có gắn trước cái ví MetaMask ha, mà cái mạng Binance Messenger nha. Đó, anh em bấm vô móc submit nha. Rồi vậy thì anh em nó sẽ hỏi anh em các cái nhiệm vụ join Telegram làm chưa, rồi join cái channel Telegram làm chưa, xong thì bấm nút done. Rồi sau đó follow Twitter và retweet thì anh em bấm lại cái tên Twitter retweet của mình ha, theo cái hướng dẫn của nó. Rồi sau đó anh em copy cái ví MetaMask mạng Binance Exchange hoặc là ví Trust Wallet, anh em dán vô ha. Và cái kèo này nó sẽ phát cho anh em ha. Thì ở đây nó đã nói là AirDrop của bạn đã hoàn thành 20 triệu MetaMask sẽ là của bạn, và nếu như bạn làm đầy tất cả các cái thẻ trong tab này ha, nó như trong cái chatbot này, thì đây cái mã giới thiệu link nè, anh em copy cái mã này đi giới thiệu bạn bè. Rồi vậy thì tôi đã giới thiệu cho anh em cái kèo ha. Kèo này là kèo MetaBot ha, Meta ha. Vậy thì anh em cố gắng làm nha, và hy vọng nó sẽ mang lại hiệu quả cho anh em. Chúc anh em thành công và trân trọng chào nha. Bye bye.